Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Homage to him, the Blessed One, the Noble One, the Fully Enlightened One. Sẽ đọc về cái kinh duyên sự của kinh Phạm Võng do sư Giác Nguyên giảng. Hôm nay là ngày 4 tháng 4 ngày 16 2020 thứ sáu. Duyên sự của kinh Phạm Võng. Có một nhân vật là Subhia, là sư phụ của ông Brahmadatta. Subhia có ác cảm với Đức Phật là vì hai vị đại sư huynh của mình là Upatissa và Kolita. Upatissa và Kolita là ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên trước khi mà quy y Phật, tu theo Phật. Vì hai vị này đã bỏ thầy Sanjaya để đi theo Phật, cho nên ông Subhia rất là có ác cảm với Đức Phật. Thầy Sanjaya Dalathibuddha là một trong sáu giáo chủ lớn nhất thời Đức Phật. Ta sẽ học về ông Sanjaya trong kinh Sa Môn Quả. Ông Subhia là đệ tử của ông Sanjaya và cũng là huynh đệ đồng môn với ngài Sariputta và ngài Mục Kiền Liên ngày xưa. Cả ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên xuất thân là hai vị công tử đại gia ở làng Nalanda, giàu có đức tiếng, có cái tên đời là Upatissa và Kolita. Một hôm, hai vị đi tham dự một cái lễ hội, một cái hội chợ có ăn uống, ca hát, kịch nghệ. Lễ hội có tên Pali là Girasa Matcha, giống như mình là Mother's Day, Valentine's, New Year's Eve. Thì khi mà hai vị ngồi xem kịch, thì lúc mà đó thì cùng nhau khởi lên một cái suy nghĩ là thấy chán đời. Hồi thì người đó làm mẹ, hồi thì người đó làm bạn, hồi thì người đó làm thù. Thấy nản quá, hai người nhìn nhau. Ngài Xá Lợi Phất nói: cái chỗ của chúng ta không phải là ở đây. Ngài Mục Kiền Liên cũng nghĩ như vậy. Thế là hai người xin phép cha mẹ đi tu. Mà cha mẹ là đại gia, không cách chi mà vui vẻ đồng ý cho hai vị này đi cả. Nhưng có điều là khi họ nhìn thấy hai vị thì cha mẹ nghĩ thiệt là hết thuốc rồi. Hai vị nổi tiếng là hiền trí ở ngoài đời, là được học tới nơi tới chốn, được hấp thụ một cái nền giáo dục ưu việt hàng đầu Ấn Độ thời đó. Tinh thông Tam Vệ Đà, thầy dạy cho hai vị là phải loại A1 top. Hai cha mẹ của hai gia đình đành phải cho đi tu. Hai vị kiếm đại một cái đạo nào đó rồi theo, mai mốt rồi tính sau. Cho nên nó cũng là một cái duyên để tìm đến cái ông Sanjaya, vì ông cũng gần cái làng của hai ngài.
Nhưng mà khi mà tìm đến ông Sanjaya này, rồi nghe ông dạy một chút xíu thì thấy trớt quá, thấy nản quá. Hai vị dặn nhau, chỗ dừng chân của chúng ta không phải ở đây. Thôi thì hai anh em mình, ai mà tìm ra đạo xịn, đạo thứ thiệt, rồi báo cho người kia biết. Dặn dò xong thì Ngài Xá Lợi Phất đi ra ngoài đường. Thì Ngài gặp Ngài Asachi, rồi Ngài chứng quả Tu Đà Hoàn. Ngài chứng xong rồi Ngài mới quay về tìm Ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy Ngài Xá Lợi Phất từ xa là thấy một cái nét mặt của người bạn mình không còn là một cái người bạn của mình như ngày xưa nữa, mà nó sáng trưng lên. Mà Ngài Xá Lợi Phất vốn dĩ là đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, mà hôm nay cộng thêm một cái niềm tịnh lạc, thanh thản của một vị thánh, cho nên nó sáng, nó ngời bóng lên và lấp lánh, nó lấp lánh, nó lung linh. Thì Ngài Mục Kiền Liên thấy lạ, Ngài mới hỏi: hình như hôm nay sư huynh có cái thay đổi gì lớn lao lắm, thấy sư huynh đặc biệt lắm. Ngài Xá Lợi Phất nói: hôm nay tôi đã tìm thấy con đường mà mình nên đi, phải đi và cần đi, cho nên đi về tìm sư đệ đây. Và Ngài kể lại cuộc gặp gỡ của Ngài và Ngài Asachi. Ngài kể lại câu kệ mà Ngài được nghe từ Ngài Asachi: vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Đức Thế Tôn đã nói rõ cái duyên sanh và duyên diệt đó rồi. Ngay trong tích tắc, Ngài hiểu ngay lý duyên khởi và lý tứ đế. Trong vòng một giây rưỡi thôi, lập tức Ngài chứng dự lưu. Ngài về kể lại cho Ngài Mục Kiền Liên nghe. Nghe xong cũng đúng một nốt nhạc rưỡi là Ngài Mục Kiền Liên cũng chứng sơ quả. Hai vị lập tức vô từ biệt sư phụ để đi xuất gia với Đức Thế Tôn. Ông sư phụ ông cưng quý hai vị này lắm. Hai vị đại đệ tử này rất là chưa bao giờ mà gặp được hai người mà như hai vị đệ tử này, rất là thông minh. Không ai mà hơn được hai vị này cả. Ông nói: bây giờ mình chia nhau làm giáo chủ, hai vị đừng có bỏ ta đi. Hai vị nói: ngày nào mình không biết thì thôi, bây giờ mình biết được con đường sáng rồi, thì mình phải biết bỏ tối mà đi về sáng. Sư phụ Sanjaya hỏi hai vị một câu: theo hai vị thì mình ngồi ở đầu con phụng, theo hai vị thì mình ngồi ở đuôi con phụng hay là đầu con gà nó hay hơn? Dĩ nhiên là ta thích ngồi ở đầu con gà hơn là đuôi con phụng. Khi hai vị nghe xong là biết ông này hết thuốc chữa rồi. Hai vị từ biệt ra đi. Trong số 500 đồ chúng thì có 250 người đi theo hai sư huynh. Họ thấy hai sư huynh là họ khoái lắm. Hai vị không hề tuyên truyền nhồi sọ tẩy não, nhưng mà 250 người này tự nguyện đi theo. Chân lý là một, thánh nhân là hai. Hai cái này không bao giờ đi chung với tuyên truyền nhồi sọ tẩy não dụ khỉ. Mình phải nhớ điều này. Thế là 250 vị này cộng với 1000 đệ tử của ba anh em Kassapa, tổng cộng là 1250 vị. Kỳ đại hội thánh tăng lần đầu tiên, 9 tháng sau khi Thế Tôn thành đạo, Thế Tôn có trên 1000 vị đệ tử là lý do này. 1250 vị đều là
100% là lục thông, ý nghĩa là La Hán mà có ngũ thông, nghĩa là thăng thiên độn thổ, kêu mây gọi gió, xuyên tường đều là chuyện nhỏ so với các vị này đặc biệt như vậy. Cái quy luật của hội chúng này là nghiêm trời, nghiêm trời. Phạm Thiên là phải ngã nón khi nhìn thấy hội chúng này. Xa thứ, xa thứ, xa thứ. Đây là duyên sự. Suppiya có ác cảm với Đức Phật vì chính Samun Gotama này mà đạo của sư phụ của mình bị tổn giảm rất là trầm trọng. Có rất là nhiều người đi theo Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Hiền Liên. Khi ông Suppiya thoáng thấy từ xa là ông bực mình rồi, ông nói đủ điều. Người đệ tử Brahmadatta nghĩ là sư phụ Suppiya có vấn đề mới tìm cách giải thích. Chư Tăng có hai nhóm thắt tùng với Thế Tôn hôm đó, Thánh và Phàm. Thánh thì im ru, lòng thanh thản, mà Phàm thì lúc trồi lúc sụp, lúc buồn lúc vui. Nghe ông thầy đó rủa quá cũng nhột, mà nghe đệ tử nó bon quá thì cũng khoái, cũng nát mặt anh hùng. Đức Phật nghe và quán xét, thấy Ngài sẽ giảng bài kinh cho Chư Tăng sau khi một cái quãng đường, rồi ngồi nghĩ đây là một cái duyên sự để mà Ngài giảng một cái bài pháp. Và trước khi giảng kinh này, Ngài có nói rõ một điều: đừng có vui khi thấy người ta tán thán, mà cũng đừng có buồn khi thấy người ta nguyền rủa Tam Bảo. Vui đây là khoái chí, chứ không phải là tùy hỷ. Nếu một người nào đó là một việc lành nào mà mình tùy hỷ với người ta là tùy hỷ, chứ không phải là vui, mà là tùy hỷ. Đừng vui khi thấy người ta tán thán Như Lai, cũng đừng buồn khi thấy người ta phỉ báng Như Lai. Là vì sao? Đó là những gì thiên hạ phần đông vẫn khen ngợi Thế Tôn chỉ là những gì không đáng kể, như khen phò mã tốt áo vậy thôi. Đó là tán thán Ngài ở phương diện giới hạnh và đời sống đơn giản, vô sản. Giống như là mình khen viên kim cương này, mình cầm sao mình thấy mát tay quá. Đó là như thế thôi. Cái nội dung thật sự của ông phò mã không phải nằm trên cái áo, có tiền là mua được thôi, nhưng mà cái nội dung mình nằm ở chỗ khác. Chỉ có việc khen Thế Tôn không có sát sanh, không có sang đoạt tài sản của người khác. Thế Tôn không có đất đai, gia cầm, không có gia tài, nhà cửa, nô lệ. Thế Tôn không sống bằng nghề chim bốc, thinh văn coi bói, chỉ tay, chỉ chân. Thì kiểu tán thán này không đáng. Mà nếu muốn tán thán Thế Tôn thì phải tán thán như thế này: tán thán về trí tuệ của Ngài. Ngài đã soi thấu được bóng đêm của thế giới này. Mà soi thấu là sao? Ngài thấy được cái nào đúng, cái nào sai, cái gì mà có đưa chúng sanh đi xuống và cái gì mà nó đưa chúng sanh đi lên, cái gì nó đưa chúng sanh đi vào cái vòng luẩn quẩn và cái gì nó đưa chúng sanh đi ra khỏi vòng luẩn quẩn đó. Tán thán như vậy mới là nên. Là vì sao? Thế Tôn không được cái gì từ việc mình tán thán Ngài. Mà nếu chúng ta biết tán thán Ngài, ngợi khen Ngài từ những khía cạnh đó, thì là bản thân của ta có sở chứng, có thành tựu, có sở đắc. Chúng ta cũng phải có một cái mức am hiểu giáo lý
một mức độ như vậy mới có một cái nhận thức như vậy. Khi mình khen Ngài ở cái điểm cao sâu hơn, có nghĩa là bản thân người khen đã có một nội hàm, phải có một thành tựu sở chứng nhất định. Vua cũng như là vua Pasenadi cho người theo dõi Ngài 7 năm để tìm ra khuyết điểm của Thế Tôn. Vì sao vua lại làm như vậy? Không phải là vua ghét, mà vua ấm ức. Vua thấy Thế Tôn bằng tuổi mình nè, xuất thân cũng dòng vua chúa như mình, học vấn cũng tầm tầm, mà bây giờ Thế Tôn được cả rừng trời và người quy ngưỡng. Cả một rừng trời và người quy ngưỡng. Nên vua thích lắm, vua thèm lắm, nhưng còn một chút nghi ngại. Vua đã cho thám tử theo Ngài suốt 7 năm như vậy. Thám tử về thưa: ngày xưa chúng thần là người của đại vương, đại vương cử đi theo dõi Thế Tôn, nhưng bây giờ chúng thần là đệ tử của Thế Tôn. Đó là kết quả thứ nhất do sai phái người đi. Và kết quả thứ nhì là có khi nhờ mà có đi như vậy thì mới thấy Thế Tôn đáng là thầy của trời và người, đáng là thầy của trời và người. Suốt 7 năm trời, đại vương có biết không, trước 1.000 người như thế nào thì một mình trong rừng sâu Thế Tôn cũng như vậy thôi. Thế Tôn nói năng, hành động, cử chỉ lớn nhỏ ra sao, trước hàng ngàn vua chúa đại thần cũng vậy, khi ngồi trước một vị tỳ kheo vô danh cũng như vậy. Trước sau cẩn cẩn như một, không hề đổi thay. Từ ngôn ngữ cho đến cư xử luôn luôn chánh niệm từ mẫn. Cho nên từ đó vua bắt đầu vô nghe pháp. Kinh nói trung bình trong một ngày vua vô hầu Phật 3 lần. Vì cung vua rất gần chùa Kỳ Viên, ông vua mà đi thăm một vị tu sĩ một ngày 3 lần còn hơn là triều thần vô thăm vua, còn hơn là con mà đi thăm cha nữa quý vị. Thật là xa thú. Vì sao vậy? Vì vua là một vị Bồ Tát, là một vị Phật tương lai. Hơn ai hết, vua thấm thiết được một điều là cái con người mà mình quy lạy mỗi ngày là một cõi bao dung cho mình. Hoàng hậu cung phi, triều thần dân chúng, có ai mà chở che cho mình như Thế Tôn không? Cho nên vua thương Phật lắm. Có lần vua vô thăm Phật, vua lấy cái môi hôn lên bàn chân của Phật. Phật mới hỏi: vua là vua cũng như ta, tuổi đời của đại vương cũng như ta, cái gì trong mắt của mọi người thì đại vương cũng giống như ta, chỉ có cái khác ta là một vị sa môn, còn đại vương là một ông vua. Vì sao vua lại hạ mình như vậy? Vua Pasenadi thưa: bạch Thế Tôn, con thấy được những điều từ Thế Tôn mà con không có. Thế Tôn thành tựu được những điều mà con không thể thành tựu. Thế Tôn nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, cái chuyện đó con làm không được. Thế Tôn là người có thể an lạc bất cứ lúc nào Thế Tôn muốn. Thế Tôn thanh tịnh như thế nào, lúc nào Thế Tôn muốn. Còn con không thể thanh tịnh hay an lạc như con muốn được. Đó là lý do tại sao
xuyên sự, từ đâu có kinh Phạm Võng này? Để kết thúc duyên sự trong video clip này, mình muốn đọc về ý chính và tóm tắt cho kinh Phạm Võng. Mình sẽ đọc tiếp. Trong kinh Phạm Võng, Đức Phật có xác nhận như vậy: bao nhiêu quan điểm tà kiến liên hệ đến quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều khởi đi từ cái nhận thức sai lầm của người không hiểu giáo lý duyên khởi. Kinh Phạm Võng là một cái võng, là một cái màn lưới của trời, là cõi trời Phạm Thiên bao trùm cả vũ trụ, tựa như một cái mé lưới quăng xuống hồ bắt trọn hết các loài tôm cá. Kinh Phạm Võng bao trùm được hết 62 tà kiến, chỉ có các bậc Như Lai đã giác ngộ, chẳng còn chấp thủ nữa, mới được hoàn toàn giải thoát. Một người an tường được giáo lý duyên khởi thì cũng hiểu được giáo lý tứ đế. Chỉ có vị thánh nhân mới hiểu rốt ráo lý duyên khởi và lý tứ đế. Để an tường rốt ráo lý duyên khởi và lý tứ đế thì phải cần đến ba loại trí tuệ. Một, Sacchayana, trí tuệ biết rõ bốn đế là gì. Hai, Kichayana, trí tuệ biết rõ phải làm việc gì đối với bốn đế. Ba, Kattayana, trí biết rõ mình đã làm xong chuyện phải làm đối với bốn đế. 62 loại tà kiến được gom lại thành hai nhóm: một, thường kiến, Sasata Ditthi; hai, đoạn kiến, Ujjada Ditthi. Thường kiến gồm có 3 trường hợp: một, tin vào một cái tôi vĩnh cửu; hai, tin vào đấng bề trên tối thượng toàn quyền sinh sát; ba, tin vào một cú cánh thoát khổ nào đi ngược lại với chân lý nhân quả. Đoạn kiến gồm có 3 trường hợp: một, vô nhân kiến, Ahituka Ditthi, cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không do nhân quả gì hết; hai, vô hành kiến, Akiriya Ditthi, cho rằng thiện ác giống hệt nhau, chỉ là hành động mà thôi, có thể tha hồ sống và hành động theo ý thích; thứ ba, vô hữu kiến, Nathika Ditthi, cho rằng những gì mình không thể chứng minh được, không thấy được thì là không có thật, chẳng hạn như các vấn đề về nhân quả báo ứng, luân hồi, tái sinh, sự hiện hữu của thánh nhân, của các loài khuất mặt khuất mài. Đó là tóm tắt của bài kinh Phạm Võng Brahmajala Sutta. Chư thiên và Phạm Thiên luôn nhắc nhở chỉ dẫn con không bị lạc bước. Nguyện cho con độ được những người thân yêu và nhân loại có duyên lành với con. Nguyện cho con luôn nhớ được bốn điều khó được: một, mang được thân người; hai, được sanh trong thời đức chánh đẳng chánh giác; ba,
được tứ chi đầy đủ. 4. Được ở trú xứ thích hợp để có thể tu tập gần gũi các bậc thánh. Nguyện cho con luôn biết tri ân, khắc ghi những lời giáo huấn của Đức Thế Tôn đã giáo truyền và thực tập đúng đắn theo lời dạy của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. May the powers of the Buddhas protect us. May the powers of the Buddhas protect the world. May all living beings be well, happy, and peaceful, and soon attain liberation.